Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình của em 0348 30 843 nữa. Hôm nay em về mấy món có cặp phuộc này. Cặp phuộc này siêu tải nặng luôn nha mọi người. Của Mỹ sản xuất, Mexico. Nó cái hãng này nó chuyên sản xuất cho dòng Harley nha, Harley Davidson đó. Phuộc siêu tải luôn, rất là nặng. Cho mấy xe Harley 1000 mấy cc á. Rồi. Có được cái đai buộc hàng nè. Cái đèn pin bóng sợi đốt ha. Rồi bộ mũi phay gỗ cốt 6 ly. Bộ này rất là ít gặp luôn. Gần như mấy mũi thông dụng mình hay sử dụng. Rồi cái mũi khoan tháp. Rồi cái video hôm nay là có mã là 147 nha mọi người. Đây, đầu tiên là cái bộ này là cái bộ mở ốc, nhiều ốc trong một. Nó có thể được mở được từ cái size ốc nhỏ nhất đến lớn luôn. Lớn nhất nó là như là size 21 ha. Đây, lớn nhất là ốc 21 mọi người. Nhỏ nhất là khoảng ốc 6 ly. Và nó sẽ tự động nha mọi người. Đây nè. Đây. Ví dụ như đầu ốc vậy. Mình đặt vô nó sẽ tự động nó lúng vô. Đúng theo cái kích cỡ cái đầu ốc mình cần vặn. Đó. Ví dụ như ốc lớn thì nó sẽ lúng nhiều hơn. Nhiều con ván này hơn đó. Xá ra ngoài là ốc 21. Nó hay vậy. Cái này vô đầu điếu, đầu cái đầu bu lon á, đầu vuông này là 3/8 nha mọi người. Chuyển ra đầu vuông 3/8 đây, mã USA luôn, mã rất là đẹp, mới chưa sử dụng. Rồi. Cái đầu đa năng này có mã là 147 ha, .1, giá 250.000. Tiếp theo là một cái mũi khoan guộc gà 30 ly. Nè. Khoan lỗ ha, khoan lỗ 3 cm. Đây kích thước đó. Đặc biệt là nó gắn cho máy bắn vít nha mọi người, đây. Máy khoan bình thường vẫn vô bình thường luôn nha. Khoan bình thường thì vẫn kẹp bình thường. Mà gắn được cho máy phân tích luôn. Nên rất là tiện. Khoét lỗ gỗ mới chưa sử dụng luôn. Có cái mũi lấy tâm nè. Rất đẹp. Rồi mã là 47.2, giá 150.000. Tiếp theo là mũi khoan tháp của Nhật. Cái này nó khoét được size tới 24 mm. Kẹp vô máy khoan nha. Máy khoan kẹp mũi 10 ly, đầu kẹp mũi 10 ly là kẹp được cái này nha. Đây, cái mũi này nhỏ nhất là 6 ly nha mọi người. 6 ml nhỏ nhất. To nhất là 24 mm. Đây. Đó. Rồi mũi khoan này mã là 147.3, giá 300.
Rồi tiếp theo đây, 1, 2, 3, 4 món. Đầu tiên là cái bấm móng tay nha mọi người. Móng tay được Kai, thương hiệu Kai của Nhật. Đây, còn rất mới, có đồ dũa luôn. Với cái đây, hay là cái còi bằng nhôm đó, tiếng kêu của nó kêu rất là inh tai luôn nha. Mình hỏi hỏi nhẹ đó là kêu nhỏ, còn hỏi lớn nhiều thì nó kêu to lên ha. Cái này là cái ổ khóa của Alpha, chính hãng Alpha luôn, ổ khóa siêu nhỏ nhưng mà cái gọng nó dài rất đặc biệt. Này hoạt động ok. Rồi số 4 là cái này, ổ khóa bằng nhôm mọi người, cái móc khóa đây, thương hiệu nè, móc khóa số nha. Đây mặt là mật mã của nó 214 nha mọi người, nhớ nha, 214 để cái mặt có chữ này lên, 214 đó, vậy là khóa rồi nè. Giờ mình vặn tới đúng tới số 214 thì nó mới mở ra. Đây là đang khóa nè, không có mở được. 2 1 vẫn chưa mở được ha. Một số nữa, 4, ok. Rồi 4 món nha mọi người, 4 món như trên đây. Mã là 147.4 giá 300.000. Đây một cái đai vàng hàng của Nhật, hàng này rất là ít gặp ha, nó ít về đó. Cái này nó chưa sử dụng luôn nha mọi người, nhưng mà nó hơi bị dơ, dính dơ thôi, chưa sử dụng luôn. Bên trong nó cuộn còn nguyên luôn, chưa có mở ra để xài. Cái dây này đã dài 4 mét nha, dây dài 4 mét. Đây, cái bản dây là 2,5 phân. Rồi cái đai chặn hàng này là mã là 147.5 nha mọi người, giá 400.000. Đây tiếp theo một cặp phục, đây cặp phục của Mỹ, Mexico sản xuất nha, Made in Mexico. Đây là cái thương hiệu này, nó sản xuất mấy cái phục như Magic đồ của Mỹ, sản xuất phục cho xe Harley. Đây mọi người xem chi tiết nha, tình trạng đôi phục nè đó, tình trạng nó là nguyên vậy, chưa có mở phục hồi mọi người, nó về là y nguyên vậy. Tải rất nặng nha, này là trên, nó nằm trên xe 1.000 mấy trăm phân khối á. Cái này giá mới nó tới khoảng 300 euro, khoảng đó nha mọi người. Đây, Made in Mexico. Đây mọi người xem chi tiết nó ha, tình trạng nó nè.
lỗ cốt này là hai mươi lăm nha mọi người, lỗ cốt này là 25, đó lỗ cốt 25 luôn, 25 mm, rất là to. Đó, cái vòng của cái vuột này 22 cm nha. Rồi, chiều dài nó là 37,5 cm nha. 37,5 cm. Rồi cái cặp phục này có mã là 147,6 nha, giá 2 triệu nha mọi người. Tiếp theo một cái bình giữ nhiệt nóng lạnh của đây, Demod. Demod của thằng cái thương hiệu này là của Mỹ. Nó bán ra trên 100 mấy chục nước trên thế giới mọi người. Đây là nó sản xuất tại Nhật. Bình này có dung tích là 500 ml. Đây, 470 ml chính xác. Mã nó là 500. Ngoại hình còn khá là đẹp. Còn nguyên cái tay em ở ngoài luôn, tay em này. Thường sử dụng rồi thì nó sẽ dễ bay cái tay em này. Này nó còn luôn. Cái nút này mình nhấn lên giờ để lấy nước ra nha. Đó. Nhấn này mình chế nước. Chế xong mình có thể đóng lại, không cần khóa. Nó sẽ tự động khóa bên trong. Đó. Đây bên trong nè. Đẹp. Không có gì rất đẹp bên trong. Gòn đồ còn trắng tinh ha. Nhỏ gọn vừa bỏ túi ba lô. Rồi mã là 47,7 nha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo cái bộ mũi phay gỗ. Rồi, bộ mũi phay gỗ cốt nhỏ nha mọi người. Cốt này xài máy mấy máy cầm tay nhỏ là 6 ly. Đây. Nó gồm các mũi thông dụng luôn nè. Hàng này nó mới chưa sử dụng nha mọi người. Chưa sử dụng. Chung thì nó có dơ dơ ở ngoài với lại rỉ rỉ ở ngoài chứ không có ảnh hưởng gì cái lưỡi. Nè bên trong lưỡi nó như vậy. Đó. Mới chưa sử dụng. Nó còn cái lớp. Đây. Đây là cái lớp cao su nó bọc cái lưỡi nè. Nó sản xuất ra là nó bọc cái lớp cao su để chống cái hư cái lưỡi á. Vận chuyển nữa. Nó nhiều mẫu khác nhau nha. Đây. Rồi. Đây là cái đầu nè, người nhìn ha.
có bạc đạn trên đầu hết nha. Trong cái mũi nào nó cần có bạc đạn là nó sẽ có bạc đạn hết, nhưng mũi này không có cần bạc đạn. Mũi này đánh đánh rảnh, này đánh rảnh thẳng, đánh mộng rồi ha, này đánh mộng, này đánh mộng, có ba mũi đánh mộng, mộng vuông nó khoét rảnh. Này đánh cạnh, mấy cái đánh cạnh thì nó sẽ có cái bạc đạn. Đây đánh cạnh nè, cạnh nè đó, mũi này đầu côn, đầu côn ha, mũi này đầu nhọn, đầu cạnh nhọn luôn. Con này con có bạc đạn như dù đầu nắm á, đầu nắm. Rồi tổng cộng là 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 mũi mọi người. Đây như trên hình nè, 9 mũi. 9 mũi phay. Bộ này 9 mũi phay luôn. Tổng cộng là 9 mũi. Bán nguyên cả bộ nha mọi người. Có mã là 147.8 nha, giá 500.000. Rồi tiếp theo cây đèn pin. Đây là bè đèn pin sợi đốt nha, dây tóc. Đây ngoại hình rất là đẹp, nhưng không thấy cái hiệu của thằng nào hết. Đây bỏ pin vô sẽ bỏ như thế này ha. Em lấy pin em thử nha mọi người. Mọi người về mua viên pin này nè để xài. Viên pin to nhất á, pin size size D ấy mọi người, pin D. Cứ nói pin to nhất, pin đại người ta bán người ta biết ha. Đó. À, bỏ đi vô. Có cái khớp ha, phải vô đúng khớp rồi bận nó lại, nó không có rớt được đó. Đây dây tóc, cũng dây tóc à. Này chó nó rất rộng luôn nha. Đó, chó nó rất rộng. Đây chiều cao nó lên khoảng 1 mét, mà nó chó ra tới độ 2 mét mọi người. Rộng rồi vậy. À, mọi người có thấy cái quần sáng không? Đó. Rồi. Ok, cây đèn này có mã là 147.9 nha, giá 220.000. Rồi cuối cùng là cái đài, đây an toàn để leo trèo nha mọi người. Leo trèo dùng cái đai này cho nó an toàn, mình leo tới đâu mình móc cho tới đó, ví dụ nó có té thì nó giữ lại ha. Đây nó có khóa, chốt khóa an toàn luôn nè, không có tự mở được, phải dùng hai tay, dùng bàn tay mình mở được, chứ nó không vướng vô gì mà nó bị bung ra được. Bóp cái này rồi mới mở được. Đây nó để là titan nha mọi người, này chất liệu titan, thép titan. Đây hàng nội địa của Nhật nha. Đây có cái túi đựng đồ nữa. Đó. Sợi dây này dài là độ 1,5 mét nha, dây dài 1,5 mét đây, dây hừng dài 1,5 mét. Đây cái mặt nó rất đẹp luôn, bằng thép titan nha. Đây titan nè, dây an toàn titan.
này gắn vô gắn như vậy. Đây mọi người. Đó. Vậy ha. Ok. Đeo vô người. Rồi, móc khóa to đùng luôn. Rất to. Dây hừng nó tới 1/2. Rồi, bán nguyên bộ này nha mọi người. Bộ dây leo trèo. Có mã là 147.10 ha, giá 400.000. Rồi, em xin kết thúc video đây mọi người. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.